Xin chào các bạn. Hôm nay là thời tiết đẹp nên là đi dã ngoại các bạn nha. Đội quân hùng hậu đó các bạn. Đi chân nhện, đội quân đi chân nhện. Đi hai người lần em ốm á. Chị run run vậy thầy. À, phía sau đây là tổng cục hậu cần. Nồi nao xuống, nồi niêu xuống chảo. Còn máy quay phim đi phía sau lưng. Cái view này thì đẹp quá rồi. Cái này thì món đầu tiên làm gà rang muối nha các bạn. Trước tiên ta đổ muối vô đi. Rang muối thì dùng có muối và gà. Chắc chắn có muối và gà phải không? Rồi muối xong rồi quả quả đó thầy. Đúng là phải gắt cay lên trên nhất ta. Không, thả gà nằm trong hâm luôn. Rồi vô bếp. Phải đạo diễn chính. Món này món gì vậy ta? Nướng thịt lợn trước không, lợn bỏ lên nướng ha. Nó khổ kinh á, ở nhà là vợ là cho là rau muống xào tỏi ha, rau lan lột. Còn anh em đi cực khổ quá, làm gà rang muối với lại thịt heo nướng ha. Thêm hai thùng bia để đây chi vậy. Ngoài trời thì bia đã đổ. Bây giờ đang đâu đó mà đuổi phía đây. À, ông nội thì như vậy à, tình hình nó thì cứ ông nội rồi cứ lai lai cho nó thiết kế đi tới một dịp. Khổ quá, khổ quá. Không mà sau khi hết mưa là tạnh rồi, yên tâm đi. Không thầy. Sáng sớm mưa là tạnh rồi. Một chị gà nằm trong nồi. Trời, chị kêu, bật điện thoại lên đi. Ra đây Tư. Chị Tư ơi, đem gà ra ngoài gì tới bước nó đi. Đũa đâu, bê đũa, nóng lắm. Chứ bóc không được hả? Không, nóng lắm, bóc không nổi. Trời đâu. Ơi, gì? Ở quê hương miền Tây là mà bóc không nổi. Dừa nghe bẻ ào ào mà. Dừa bẻ ào ào mà. Đó, công nhận để con gà nằm trong hùm nó đẹp á. Con gà này xuống khổ. Nó đi trong mưa luôn. Rồi, lên. Trời khổ quá, bạn ơi, trời ơi, cho em nó ra dĩa nè. Lật nữa đi em. Chợ, gà này gà mái này lưng trời nhiều quá. Còn đây này gì đây, chim mà. Chim. Chim rừng đụng cái thì bay. Thôi cái đó chín rồi mà. Chim nhà đụng cái rủ nhai vô bùn. Được rồi Tư ơi. Gà mình bỏ vừa nóng vừa ăn. À, cũng được cũng được. Bỏ gà ra đây. Heo ha. Đó trời quá trời vậy. Món gì đây anh? Yeah. Bây giờ ăn cả làng cho hết. Rửa để Tư anh. Anh sẵn cái tay anh cầm luôn vị trí đó, tôi mắt múc nước rửa. Sao em trai? Thấy cả năng nhậu khổ không? Ông anh không rửa cái. Tươi tươi, anh xách một lon nước cho ông anh không rửa cái tươi. Đó, hai cả làng ăn chưa hết, ngon. Trời ơi, giờ nhậu ngắm cảnh như thế này thì còn gì bằng nữa. Chứ cuốn vô ăn với thịt ngon lắm. Đúng rồi, thịt này nếm ra ra ngoài luôn em. Tôi tưởng là thêm có món gì nữa mà chín chưa? Cơm lam nữa các bạn. Cái gì vậy? Cái vụ này không sai không về rồi. Vô. Có sao đi em ngồi cố định đi em ngồi. Không thì cho nó lăn thì không muốn cho nó cả món nữa. Sao nó khổ dữ vậy ta? Ông sáo rồi sao vậy? Không muốn tạo thổi đi. Tò te tò te tò 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 te đi. Làm gì có à? Làm gì có à? Như cái lòi bà tư luôn đó. Cái này cái tiểu sử cơm lam á, lên Đà Lạt nó nói là phải bỏ cái lam vô trong cho nó khỏi dính á. Tí vô đi. À, anh tước gần ra đó. Trời ơi, này thôi nha. Ngon quá. Cái này lấy cái quẹt màu em, bỏ xuống cái bếp đi mới được. Trái đâu mà? Trái không? Cái nãy lấy một cái mà ngồi. À, có trái được là ngon. Rồi đó, phe mình còn phe mình thấy rồi. Bên lông nó phải ngồi ấy không? Thôi đề nghị anh em chúng ta rót bia vào ly đi ạ. Chứ cái mình gấp ra dĩa mình dời dời mùi qua. Dạ dạ để nóng đó thầy. Dạ. Dạ dạ. Không múc múc ra ít đi cứ sao tôi. Chim này mấy chân đi thầy tươi. Chim muốn bốn chân. Chim muốn chân hả? Đùa chưa? Có loại nào chim mà không có chân không? Còn chim hai chân. Chim hai chân. À nếp thật là nếp à. Ừ, anh này cái bộ đây nó lo bao tử trước cũng được đấy nè. À, em ăn đâu bộ dưa không bia hả? Sáng nhìn đói luôn. Đây đâu cứ để ở đây. Bây giờ nâng ly cái.
bia ra ra ra, 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 ra ly đi. À, lấy đũa nhờ. Lấy đũa xong. Lấy cái đũa ấy là. Thôi bây giờ nó cũng là. Đưa con cái dĩa đi cũng được. Rồi. Để dĩa cho ta. Không. Đây đây còn cái chén đây. Thử cùng làm. Ủa. Nó bụng mà. Sớt còn đây lấy cái chén này sớt cái dĩa chén bún này ra. Nâng lên, nâng lên, nâng lên. Chúc mừng, trời nắng rồi. Một, hai, ba, vô. Ồ, sương quá, sương quá. Nắng hơi cực tí thôi. Xô, xô, xô. Anh mới nói gì anh? Ê? Thôi uống đi, uống đi, uống đi cho uống miếng. Qua tí thôi cho tôi xếp rồi. Gai ra nè, mắc thò. Để bên mình ăn dính đây. Trên này có hai con nhồng nè. Có hai anh chim này chiều này về cho mấy em nó nhậu luôn đi. Em nó lên. Quấn lông này quá. Mời hai chim rồi. Hai ông bà quấn la lốt luôn. Đây là anh Tư, dì Tư quê hương miền Tây. À, lên tới Đa Mi này là không muốn gì nữa đâu. Nó tình thương gắn bó với quê hương. Rồi mời anh chị nâng ly nè. 1 2 3 vô. Trời sung sướng quá, ở nhà vợ con nó không lo được lên núi đi uống ăn. Lâu quá ta này. Đây đảo rồi ướt nhặt luôn. Ừ, nắng này. Này lý tưởng đó các bạn ơi. Đó. Không còn dột phạt nữa đâu. Cái cảnh này thì còn gì bằng nữa. Chỉ cho cũng như la lốt nè. Nào. Đây là cổ trước xuống sau á. Cổ trước xuống sau đây. Đâu cho mình lá coi. Ba chỉ quán la lốt hả? Đúng rồi. Rồi bỏ lên quán thì em trai. Bỏ bên kia ấy cho là thằng Quân chưa có vợ không? Dạ. Yeah. Mày còn sạch không? Không trông sạch đâu. Tay em tăng nhớt mà. Tay bà Tư là tụi bó toàn cầm chút chút không? Mày mới đi về. Đâu về? Nhớt mà. Chậm. Mà nó giấy về. Đi đâu mà cầm xúc xích gì Tư? Đi lâu quá về nhà mượn của ông cầm đỡ không? Căng ghê quá. Không cần đỡ cầm cho của ông hàng xóm nếu đủ mới xong rồi đến bự dữ nè. Anh này nói hay ghê nghe. Sau khi bàn luận thì chỉ có đôi tay vàng là của Ngọc Anh thôi. Được xé gà vì nó sạch. Tay thầy Đinh á thì đứng dễ nhì. Thứ hai người. Giòn chim giòn bộ. Ngon nha. Giòn. Con chim da gì quên rồi tôi mỏ nhát. Dạ. Ngon quá. Con này nó to không? Cái đầu cũng nhỏ mà phải không? Dạ nhỏ. Hồi nãy đều tam bị ngửa, cái nó ốc còn hắn cũng chín nha, ngửa ốc lỏng luôn. Cái lần ngửa là nó đụng nó lên muối á, lại chứa nước nó lại rút lại nó ngọt. Thứ hai là lại giòn cái da. Cổ quá nè. Nó sập cái vàng này tao không biết nha. Sập được trước mười mấy người nha. Ai Ngọc Anh? Ở băng hậu hả? Dạ. Là trốn, ta trốn rồi mà cũng còn cười tiền. Đem đi hả Ngọc Anh? Hậu trốn rồi, không có để rắc trinh mà cũng tới chưa? Bây giờ tới chưa? Cái chân mà nghe cứ kẹp kẹp đi là hồng nghi. Tiếp tục anh em vào trong các bạn. Nãy giờ bà gặp em ngồi chỗ đó sao để thôi. Cái chim 6 giờ là nó cũng có điều đó thế ra. 6 giờ. Giảm tốc độ rồi. Có chứ, đầy đủ chứ. Có trẻ con. Con nít nó chạy chậm á. Cái này là cái sờ tông này, cái này nó xíu nhưng mà cũng đâu. Đây em đứng đây em ta lên xuồng đây kìa. Có phao. Thôi. Đem nhậu. Tấn tấn. Bắp hả tấn? Dính chưa? Bẻ ra từng khúc. Còn khoảng 50 mét nữa là cặp chỗ bạn. Chú ba. Chỗ đông rồi. Ngồi gỡ mới ngon. Bây giờ xích qua chút xíu. Qua. Xích qua. Qua bên kia đông ạ. À. Ủa đầm rộng. Đông nha. Không đông nhiều nít đi quanh coi chừng không có chừng đi. Không có nít.